Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 12 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12, tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu năm 1981 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, bạn có thể đạt được tài lộc nhưng phải để ý đến việc mất cắp không may có thể xảy ra. Kỷ âm thổ gặp dậu âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Tân Dậu. Nếu có cơ hội tốt, bạn cần phải nắm bắt thì mới có nhiều tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong tháng này, các gia chủ Tân Dậu sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mão.
Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Tân Dậu. Trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Tân Dậu cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự may mắn trong sự nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tuổi Tân Dậu. Bạn sẽ nhận được lời khen thưởng và tăng lương trong tháng này. Bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình. Đồng thời, cũng đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Nếu không, sếp của bạn có thể coi bạn là người thiếu hiểu biết để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Do sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 12 âm lịch, cho nên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ngoài ra, bạn cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉ chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản công đường, công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường, công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chắc thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đặc biệt, vật phẩm còn hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Tân Dậu. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị có thể liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Tân Dậu. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi Tân Dậu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Tân Dậu có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy. Hơn nữa, bạn là người có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Đồng thời, bản mệnh nên năng làm việc thiện, để từ đó bạn sẽ có thêm được nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. 5. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Tân Dậu. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng có một số người khác chỉ làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà.
Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Giáp Dần hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Chiêu phẩm sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. 6. Sức khỏe. Những người tuổi Tân Dậu sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp sức khỏe của bạn luôn ở trạng thái hoàn hảo. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm cân, giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi, thì anh chị hãy thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.